Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chiều nay thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh Thanh Hóa tuyên dương và trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp đại diện tòa giám mục Thanh Hóa, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa đến chúc Tết Nguyên Đán sắp đến đa dạng các mặt hàng tại không gian quảng bá sản phẩm OCOP. Trong phần tin thời sự quốc tế, Hamas ra điều kiện trao đổi tù nhân với Israel, đề nghị Nga làm bên đảm bảo. Triều Tiên phóng tên lửa hành trình và tên lửa phòng không loại mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 3 tháng 2, tại trường Trung học phổ thông Lam Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Sự lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Năm học 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa có 90 thí sinh dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông, là năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. Sau nhiều nỗ lực cố gắng của cả thầy và trò, đã có 84 em đạt giải, gồm 9 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba và 30 giải khuyến khích. Tỷ lệ học sinh đoạt giải trong tổng số thí sinh dự thi là 93,3%, dẫn đầu toàn quốc. Số học sinh đoạt giải nhất đứng thứ tư toàn quốc. Đáng chú ý là trong số 9 môn dự thi thì có 5 môn có tỷ lệ đoạt giải 100%, trong đó có 7 môn có học sinh đoạt giải nhất. Nổi bật là môn sinh học có 10 trên 10 học sinh đoạt giải gồm 3 giải nhất, 3 giải nghỉ, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích đứng đầu toàn quốc. Năm học này, lần đầu tiên Thanh Hóa có học sinh đạt giải nhất môn văn tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ngoài ra, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Thanh Hóa có hai học sinh lớp 10 dự thi môn địa lý và đều đoạt giải. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, sự kiện trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm nay được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Lam Sơn, vườn ươm tài năng trẻ của tỉnh và đất nước, đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Ngay trong những ngày giáp Tết, trong không khí sao hỏa hân hoan của đất trời và lòng người khi bước vào mùa xuân mới, làm cho buổi lễ càng thêm ý nghĩa đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh trong dòng chảy mạch nguồn văn hóa dân tộc thanh hóa là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng thời nào cũng sinh thành dưỡng dục những anh hùng hào kiệt những bậc hiện tài mà tên tuổi và sự nghiệp đã làm dạng danh quê hương đất nước trong những năm qua đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn dành tình cảm sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà thầy và trò các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh vừa lập nên biểu dương tinh thần nỗ lực quyết tâm học tập gian luyện của các em học sinh, sự tận tâm dạy dỗ của các cô giáo thể giáo cũng như những đóng góp đầy trách nhiệm hiệu quả của nhà trường, của gia đình các em học sinh và các tổ chức đã góp phần làm nên thành tích vẻ vang và rất đáng tự hào hôm nay. đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh thanh hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao phấn đấu đến năm 2025 thanh hóa trong nhóm các tỉnh dân đầu cả nước trở thành một cực tăng trưởng ở phía bắc của tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó, cần sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải xác định rõ nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho thế hệ trẻ vững vàng trước những thử thách mới. Muốn vậy, giáo dục và đào tạo phải có sự phát triển đột phá, chuyển biến mạnh hơn, thực chất hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trước mắt, cần bắt tay ngay vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn bồi dưỡng tạo điều kiện tốt nhất để các học sinh tham dự vòng 2 thi chọn đội tuyển và tham gia kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân chăm lo nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập rèn luyện và phấn đấu của các em chúng ta. Đối với các em học sinh, bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhắc nhở những thành tích mà các em học sinh giỏi đạt được vừa qua vô cùng đáng quý và rất đáng tự hào. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước khởi đầu đầy ý nghĩa trên hành trình tiếp cận khoa học và cuộc sống của mỗi người. Vì vậy, mong các em không chủ quan bằng lòng thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải không ngừng gian luyện phẩm chất, đạo đức, nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Qua đó có phần phát huy truyền thống tốt đẹp và làm giàu thêm bảng vàng thành tích mà lớp lớp các thế hệ học sinh giỏi tỉnh ta đã đạt được trong suốt những năm qua. Thay mặt các học sinh đoạt giải phát biểu tại buổi lễ, em Lê Nguyễn Mai Phương, lớp 12 chuyên văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nam Sơn, học sinh đạt giải nhất môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua cho rằng, trong thành công của các em hôm nay, không thể thiếu suối nguồn yêu thương trong trẻo, mát lành của quê hương Thanh Hóa và gia đình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ thanh giàu truyền thống hiếu học, lại được học tập trong môi trường có bề dày thành tích bậc nhất của đất nước. Với các em, đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là một may mắn lớn. Nhận thức được điều đó, các em nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, hoàn thiện bản thân để sống nhân ái và trách nhiệm, sống cống hiến với ý nghĩa xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 84 học sinh và 24 giáo viên có học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2003-2004. Đồng thời, Hội khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp cũng đã trao những phần thưởng ý nghĩa, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xuất sắc của các học sinh, giáo viên và nhà trường. Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn trao thưởng cho 4 giáo viên và 10 học sinh được tuyển chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế. Cũng trong sáng nay, ngày 3 tháng 2, Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp đại diện tòa giáo mục Thanh Hóa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa đến chúc mừng năm mới và Tết Nguyên đán sắp Thìn 2024. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên và Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, phóng viên Hữu Đại đưa tin thay mặt các chức sắc chức việc và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa, giám mục Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhân dịp chuẩn bị đón mừng năm mới Giáp Thìn 2024 và nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm chia sẻ với tòa giám mục và bà con giáo dân. Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định đồng bào công giáo Thanh Hóa sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn giám mục Nguyễn Đức Cường, các chức sắc và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa đã luôn nỗ lực cùng chung tay xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển. Bí thư tỉnh ủy khẳng định những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023 có đóng góp quan trọng của tòa giám mục và bà con giáo dân thông tin về những định hướng lớn của tỉnh trong năm 2024, Bí thư tỉnh ủy mong muốn tòa giám mục và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa sẽ luôn đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vì một Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Nhân dịp năm mới, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục chức sắc cùng đồng bào Công giáo đón Tết Nguyên Đán giáp thìn an lành, hạnh phúc, có nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Tiếp đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa do thượng tọa Thích Tâm Định, trưởng Ban trị sự làm trưởng đoàn. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong thời gian qua, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng trong năm 2024, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực động viên tăng ni tín tổ Phật tử nỗ lực vươn lên chung tay góp sức cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Bí thư tỉnh ủy chúc ban trị sự, các tăng ni và tín đồ Phật tử đón một mùa xuân tràn ngập niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành. Vui mừng được đón đoàn đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa do Linh Mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đến chúc Tết. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong năm 2024, linh mục Trần Xuân Mạnh và các thành viên trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nhiệm vụ của mình để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các huấn từ của Giáo hoàng và của Hội đồng Giám mục Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng tỉnh Thanh hóa ngày càng phát triển, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, trong suốt 94 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định Đảng ta không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Do vậy, Đảng thường xuyên chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Chính sự gắn bó ấy là cơ sở cội nguồn sức mạnh của Đảng, sức mạnh của dân tộc và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết của phóng viên Hiếu Đại từ một vùng đất được xem là nghèo nhất nhì của tỉnh Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn đã trở thành một đô thị phát triển sôi động. Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, là động lực quan trọng, một trong những cực tăng trưởng của Thanh Hóa. Nhớ lại những ngày đầu khi khu kinh tế Nghi Sơn mới được thành lập, những dự án đầu tiên được triển khai với bộn bề những khó khăn trở ngại. Phần vì khối lượng công việc quá lớn, phần vì động chạm đến cuộc sống và lợi ích của hàng nghìn hộ gia đình. Nhưng với sự quyết tâm kiên trì bền bỉ, các cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước làm cho người dân hiểu được đây là con đường để địa phương phát triển, là cơ hội để người dân đổi đời, từ đó chung sức vì những công việc chung. Ông Hoàng Bá Bộ, nguyên chủ tịch Ủy ban dân huyện Tĩnh Sa, giai đoạn 1994-2004 nói: Giai đoạn đầu có thể nói là rất là khó vì người dân cũng chưa hiểu cả một gia đình cả một làng bản người ta đang có ổn định như thế bây giờ di chuyển đi một khu vực mới điều đó là cái điều hết sức khó khăn về công tác tư tưởng nhưng tôi cho rằng đảng bộ và nhân dân của địa phương từ xã cho đến huyện và nhất là sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy ban dân tỉnh cho nên là tháo gỡ kịp thời được những cái khó khăn vướng mắt làm cho người dân yên tâm và như thế là nhà đầu tư có mặt bằng sạch sớm để triển khai cái dự án của mình. Tháng 9 năm 2022, Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau một năm triển khai thực hiện, nghị quyết 11 đắt thổi một làn gió mới, từng bước góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của người dân nơi đây, nhất là trong việc xây dựng ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình sản xuất mới, các loại cây trồng vật nuôi mới được đưa vào địa phương giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chỉ riêng tại xã Mường Chanh, trong năm 2023 đã có hơn 380 hộ thoát nghèo, trong đó có 99 hộ tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ông Hà Văn Ca, Bí thư huyện ủy Mường Lát tỉnh Thanh Hóa cho biết, cái chuyển biến rõ nhất đã làm cho cái tư tưởng của cán bộ đảng viên và bà con nhân dân thay đổi căn bản trong việc như vậy là xóa bỏ cái tư tưởng trông chờ ý lại vào các cái chế độ chính sách của nhà nước từ cái đó lên thì cái việc tư duy và chủ động trong việc tạo công an việc làm như là bà con nhân dân đã tìm cái hướng sản xuất mới Tại phiên khai mạc Đại hội 13 của Đảng, khi trình bày báo cáo văn kiện Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên năm bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, trong đó nhấn mạnh nhân dân là trung tâm là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đây cũng là quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, nhất là trong công tác hoạch định đường lối, xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thực tiễn. Đồng thời đây cũng là cội nguồn sức mạnh của Đảng, là cơ sở tạo lập niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ông Nguyễn Quang Học, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Tin vào Đảng, tin vào nhà nước và là cái truyền thống của truyền thống. À, trước đây đã tin và bây giờ lại càng tin càng tin và lại càng phấn khởi càng tin tưởng nhưng lại càng phấn khởi hăng hái tham gia các hoạt động thực hiện các đường lối chủ trương sách của đảng và các hoạt động của nhà, nhà nước bà lê thị phương trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đông sơn tỉnh thanh hóa cho biết quan điểm chủ trương thì đều được tuyên truyền đến với cán bộ đảng viên và người dân và từ đó thì để cho nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu đúng về các cái chủ trương đường lối và những cái chủ trương đường lối của chúng ta khi mà à, à, cái mục tiêu cao cả nhất đấy là phục vụ nhân dân thì nhân dân sẽ hưởng ứng rất là nhiệt tình và đem hết cái nguồn lực của mình ra để mà à, ủng hộ để mà thực hiện các cái chủ trương đường lối đó. Có thể khẳng định lợi ích của Đảng không gì khác hơn là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam thường được nhân dân gọi là Đảng ta. 94 năm xây dựng và trưởng thành, đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền và có những cơ sở vững chắc về đường lối, đội ngũ trí tuệ và sức mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc đi đến những thành công của sự nghiệp cách mạng. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công nhận đảng viên mới kết nạp cho 36 đảng viên trẻ. Việc kết nạp 36 đảng viên mới, trong đó có những đảng viên là học sinh các trường trung học phổ thông thuộc Đảng bộ huyện là việc làm thiết thực ý nghĩa nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của ban thường vụ huyện ủy về tăng cường phát triển đảng viên. Qua đó, góp phần củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Các đảng viên trẻ được kết nạp đợt này đều là những quần chúng ưu tú có phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, không ngừng phấn đấu tích cực tham gia các phong trào các hoạt động đoàn thể và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sáng ngày 3 tháng 2, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với tỉnh Đoàn Thanh Hóa, huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 1924, thăm chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Thiệu Hóa. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đồng chí hy vọng chương trình sẽ góp phần cùng với chính quyền địa phương mang đến tiết ấm cho các em học sinh, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình đã trao 50 xuất quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiểu Hóa. Mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng và một túi thuốc bổ. Trung ương đoàn dành tặng 40 xuất quà cho 40 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Ban thường vụ tỉnh đoàn Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mạnh Đình đã trao tặng 100 xuất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiểu Hóa, trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Cũng tại chương trình, nhằm góp phần hỗ trợ đồng hành với thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, Trung ương đoàn đã hỗ trợ kinh tế cho thanh niên huyện Tiểu Hóa trị giá 2 tỷ đồng, hỗ trợ 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên nông thôn huyện Tiệu Hóa phát triển kinh tế, trao tặng một bộ máy tính và một bộ máy in cho huyện đoàn Thiệu Hóa. Cũng nhân dịp này, nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ bà con nhân dân, thiếu nhi nghèo, người dân tộc thiểu số, Trung ương đoàn dành tặng 200 xuất quà và 500 áo ấm cho người dân và thanh thiếu nhi xã Ban Công, huyện Bá Thước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 2, tức là từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Chạp tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Không gian quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp có quy mô 100 gian hàng với hàng trăm sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm ô cốp tại sự kiện lần này đã làm phong phú thị trường hàng hóa Tết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách và người dân, ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh. Nem giò, bánh kẹo hoa quả, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, giỏ qua Tết. Sẽ nhiều mặt hàng đã được các doanh nghiệp chủ thể sản xuất đưa về phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cóp. Hầu hết những sản phẩm trên đã được công nhận đạt chuẩn ô cóp nên đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, các chủ thể sản xuất đã đầu tư đổi mới nhãn mát, bao bì đẹp, bắt mắt, đáp ứng tỷ hiếu khách hàng. Đáng chú ý, Tại sự kiện lần này, còn có nhiều sản phẩm độc đáo, mang đặc trưng cho mỗi vùng miền, thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Bà Nguyễn Thị Oanh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Tôi thấy coi như là các mặt hàng ngày một phát triển phong phú và coi như là người dùng coi như là rất tin tưởng bởi vì là tàn hàng có chất lượng và tốt cho người tiêu dục. Mẫu mã coi như một ngày một tiến bộ hơn đấy, một đẹp hơn đấy. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, công ty trách nhiệm hữu hạn Khuê Các, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm nay thì khác hơn so với năm khác đó là các năm trước thì chúng tôi chỉ bán nước mắm sản xuất từ cá và mắm tôm, mắm tép. Tuy nhiên năm nay thì chúng tôi cho ra đời một loại nước mắm rất là đặc biệt, đấy là nước mắm mực. Và nước mắm mực thì có vị rất là thanh và ngọt tự nhiên. Thì khi mà chúng tôi đưa ra thị trường sản phẩm này thì được khách hàng rất là là, là tin dùng. Và từ sáng giờ thì mới mà mở hội trợ này gần như được có 60 phút thôi. Nhưng mà tôi đã bán được gần 200 nít nước mắm mực rồi không chỉ có các mặt hàng trong tỉnh, không gian quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cóp, còn có 16 gian hàng của các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước với các sản phẩm ô cóp tiêu biểu, đặc trưng của địa phương, góp phần làm phong phú, đa dạng các mặt hàng, giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn. Anh Lê Văn Sơn, công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An, tỉnh Yên Bái và chị Nguyễn Thị Thảo, công ty cổ phần Yến Xào VN5 Khánh Nes cho biết thêm. Đây là lần thứ tư chúng tôi cũng có đến từ yên bái đến mang sản phẩm đặc trưng của quê hương yên bái ví dụ là tinh dầu quế tinh dầu xả để mang đến đây để quảng bá với bà con ở đây với những du khách thập phương để mọi người được cảm nhận được cái sản phẩm và mang hương vị núi rừng của yên bái sản phẩm chúng tôi thì có xuất xứ từ ninh thuận và thanh hóa và sản phẩm chúng tôi đã đạt ô cốp 3 sao của năm 2023 và đồng đồng thời với đó thì chúng tôi đã có hoàn chỉnh những cái set quà tặng vào dịp Tết rất là uh, chu đáo sang trọng và uh, bắt mắt trong những ngày Tết như thế này cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi mà đến tham quan và mua sắm các sản phẩm biếu tặng của cuối năm uh, dịp Tết như thế này. Sau gần 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 500 sản phẩm ô cốp đứng thứ hai cả nước về số lượng đạt chuẩn. Việc tổ chức không gian quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp nhằm góp phần đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, cả hàng không Thọ Xuân đã phù hợp với các hãng hàng không tăng cường các chuyến bay đồng thời có kế hoạch điều phối đảm bảo nguồn lực để phục vụ hành khách tốt nhất, bài viết của phóng viên Khánh Hòa. Hiện nay tại cảng hàng không Thọ Xuân có 4 hãng hàng không đang hoạt động là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines và Bamboo Airways khai thác một trọng bay duy nhất là Thanh hóa, thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch trước đó, từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, cảng hàng không Thọ Xuân phối hợp với các hãng hàng không khai thác 906 lượt cất hạ cánh, tương đương 453 chuyến bay. Tuy nhiên, bám sát tình hình thực tế và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết, các hãng hàng không đã tăng tần suất chuyến bay trong giai đoạn cao điểm này thêm 976 lượt, tương đương 488 chuyến bay. Như vậy, tần suất hoạt động trung bình 25 chuyến một ngày, nhiều hơn 11 chuyến so với tần suất trung bình các ngày trước Tết. Trong đó, gần 70% các chuyến bay là phục vụ từ 22 giờ đến 5 giờ 59 phút sáng hôm sau. Anh Trịnh Văn Lan và chị Nguyễn Thị Thu Giang, hành khách tham gia dịch vụ vận chuyển hàng không, chia sẻ gia đình hôm nay gia đình cũng hơi đông cũng 6 người nên gia đình về máy bay nên các thủ tục làm online nó cũng nhanh mình cũng thu xếp có con nhỏ mình đặt thế cũng nhanh chóng đi có nhiều chuyến bay về cái mình thu xếp mình về sớm được hơn. gần Tết thì các chuyến bay tăng tần suất rất là nhiều. Mẹ con mình cũng đã chọn được phù hợp chuyến bay để về quê sớm nhất có thể để về ngoại ăn Tết mình rất là vui ạ. Để đảm bảo nguồn lực phục vụ số chuyến bay và lượng khách tăng cao. Cảng hàng không Thọ Xuân đã thành lập tổ điều phối khai thác trong thời gian cao điểm từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, tăng cường nhân viên an ninh tại các khu vực đông người, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý ứng phó với các trường hợp sự cố về khai thác, an ninh trật tự có thể xảy ra, không để xảy ra ôn tắc tại cảng. Ông Trần Sĩ Hiến, giám đốc cảng Hàng không Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cảng cũng đã phối hợp cùng với các hãng hàng không để đảm bảo phụ bay, xử lý các tình huống bất thường bố trí các nhân sự để tăng cường cho công tác phục vụ các chuyến bay đi đến. Ngoài ra thì cả cũng đã lên phương án phục vụ các chuyến bay bất thường thì cả đã phối hợp với các hãng một là tỏa khách, hai đề bù cho khách, thứ ba là làm về công tác theo đúng quy định để bà con được an tâm đi những chuyến bay trong dịp Tết. Số lượng khách đi lại dịp tiết tăng cao nên các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên có mặt làm thủ tục ở sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành. Khuyến khích hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục online để tiết kiệm thời gian. Hành khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, hạn chế tình trạng giấy tờ liên quan bị hết hạn ảnh hưởng đến kế hoạch bay. Trước thềm năm mới sắp thiền 2024, ở thành phố Thanh Hóa đâu đâu cũng tươi thắm sắc xuân, mọi góc phố nẻo đường đô thị đều được trang trí cờ hoa rực rỡ mừng Đảng mừng xuân các tuyến phố của thành phố Thanh Hóa đã được trang hoàng cờ hoa, băng rôn bảng hiệu rực rỡ, mừng đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp thìn. Tại khu vực tượng đài Lê Lợi cũng được trang trí với hoa cây cảnh, hứa hẹn sẽ là nơi du xuân cho mọi người dân khi tới thành phố Thanh Hóa. Hoạt động trang trí mừng đảng mừng xuân rất ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần tuyên truyền, cổ động trực quan tới người dân Thanh Hóa, khích lệ mọi người tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, mật mía là thứ gia vị quen thuộc của người dân Việt Nam. Ngày Tết, mật mía thường được dùng làm nguyên liệu làm bánh, để chấm bánh trưng, nấu bánh trôi, trẻ lam, thơm ngon, có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Đến hẹn lại lên, cứ cận Tết nguyên đán là các lò nấu mật mía trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn đỏ lửa, để cho ra đời hàng trăm tấn mật mía đặc sản mang đậm hương vị quê hương, hương vị Tết cổ truyền xứ Thành, phản ánh của phóng viên Vân Anh khu phố Lâm Thành thị trấn Kim Tân được xem là thủ phủ mật mía của huyện Thạch Thành. Ngay từ cuối tháng 10 âm lịch, các lò nấu mật mía bắt đầu tất bật, sôi động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Không chỉ bận rộn, các lò nấu mật mía còn phải chạy đua với thời gian để cho ra lò sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Được biết, làng mật mía Lâm Thành đã hình thành và phát triển đã hàng trăm năm nay. Đây là nghề tra truyền con nối qua nhiều thế hệ và đem lại cho người dân nơi đây nguồn thu nhập khá vào dịp Tết đến xuân về. Ông Đỗ Văn Dương, một người làm mật mía lâu năm tại khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân chia sẻ. Cái nghề ở đây là nghề tra truyền con núi rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Mà cái đầu ra thì bây giờ đa số tận dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương với của gia đình. Mà cái làng nghề ở đây thì làm bao nhiêu năm nay rồi. Thứ nhất cũng có hiệu quả kinh tế cho gia đình. Và hai nó tạo công ăn việc làm cho bà con quanh đây. Như mỗi lò ở đây thì cứ tận dụng được 3 đến 4 công nhân trong một vụ, một vụ của quán thì là 3 đến 4 tháng. Làm như vậy thì tận dụng được cái công đấy với lại tận dụng những cái nguồn nguyên liệu của địa phương giúp cho bà con được thêm thu nhập. Những năm gần đây, chủ các lò nấu mật mía ở Thạch Thành đã đầu tư mua sắm các loại máy ép mía, vừa mang lại năng suất cao, vừa bảo đảm sạch sẽ, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Theo ông Vũ Văn Hoàng, một chủ lò nấu mật mía ở khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân cho biết, mỗi mẻ mật được chế biến từ 6 đến 8 giờ. Bình thường, mỗi tấn mía nguyên liệu sau khi nấu sẽ cho ra khoảng một đạn mật mía, với giá bán từ 15.000 đến 17.000 đồng một kg mật sở dĩ mật mía thạch thành vượt trội về chất lượng là bởi lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng và đặc biệt là nhờ bàn tay lành nghề với những bí quyết nấu mật từ bao đời truyền lại ông vũ văn hoàng nói riêng về cái sản phẩm mật mía của chúng tôi là được các nơi người ta rất ưa chuộng thứ nhất là vì là cái cái sản phẩm của chúng tôi là nó không hóa chất thứ hai là về cái chất lượng nó nó rất sạch sẽ nên là bà con là rất là ưa chuộng mua về để chấm bánh trưng hay là làm bánh làm nguyên liệu làm bánh kẹo nên là các nơi người ta rất là ưa chuộng cái sản phẩm mật của chúng tôi theo thống kê từ phòng kinh tế hạ tầng huyện Thạch Thành, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 20 lò nấu mật mía tập trung tại thị trấn Kim Tân và xã Thạch Sơn. Hoạt động của các lò nấu mật mía cũng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Sơn, khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân chia sẻ, trung bình mỗi năm gia đình ông xuất ra thị trường hàng chục tấn mật phục vụ thị trường các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Trong cái hai trong 2 đến 3 tháng này thì chúng tôi làm nó rơi vào khoảng tầm 50 tấn mật, tính ra thu nhuận nó rơi vào khoảng 5 năm đến 60 triệu. Mật mía Thạch Thành từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của xứ Thanh với hương vị thơm ngon hấp dẫn, màu sắc đẹp, bánh trưng chấm mật được xem là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người dân xứ Thanh. Bởi vậy, với những người con ở xa không thể về quê ăn Tết thì mật mía Thạch Thành là món quà ý nghĩa để vơi bớt nỗi nhớ và lại được thưởng thức hương vị quê nhà. Hiện nay, huyện Thạch Thành đang định hướng xây dựng mật mía trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, có chỉ dẫn địa lý, tiến tới xây dựng thương hiệu tập thể. Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trên, huyện Thạch Thành đang đầu tư cho sản phẩm mật mía Thạch Sơn. Trong đó, phải kể đến việc thành lập tác xã mật mía Thạch Sơn và xây dựng thành công sản phẩm mật mía đồng hương Thạch Sơn đạt ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Đây cũng là sản phẩm đặc trưng của huyện Thạch Thành, tham gia các triển lãm hỗ trợ trong các lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch. Theo các nhà mạng, dịp Tết Nguyên đán dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân rất lớn với lưu lượng tăng cao, nhất là nhu cầu về dịch vụ dữ liệu và mạng 4G. Data di động, đặc biệt tại những khu vực trung tâm nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Do vậy, cùng với việc triển khai nâng cấp bảo dưỡng các trạm thu phát sóng di động, mở rộng băng thông internet, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án tăng cường xe cơ động, trạm phát sóng tại các khu vực diễn ra lễ hội chào xuân, các điểm vui chơi tập trung đông người để nâng cao cảnh giác và trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngay từ giữa tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng ban hành kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng và thông tin liên lạc. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị giả soát các hệ thống thông tin, đảm bảo các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ theo cấp độ an toàn được phê duyệt, giả soát kiểm tra và bóc gỡ các phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ, trạm phát trong hệ thống mạng chủ động ra soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt đề các lỗ hổng, điểm yếu đã được cảnh báo. Triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đến các đơn vị trực thuộc, ủy ban dân cấp xã để thực hiện đồng bộ toàn diện trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an toàn an ninh mạng, các đơn vị viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo dịch vụ thoại tin nhắn và dữ liệu data thông suốt chất lượng ổn định phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh các chỉ đạo đột xuất bất ngờ từ cơ quan chức năng và nhu cầu của người dân trong dịp tết nguyên đán giáp thìn 2024 ngày 3 tháng 2 tại huyện Thọ Xuân lãnh đạo ủy ban nhân quốc tỉnh trao 100 xuất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Xuân Minh Xuân Lập và các hộ giáo dân sinh sống trên sông được cấp đất hỗ trợ làm nhà tại hai giáo sứ Cải Láng Cải Đầm theo đó, 64 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Xuân Minh, Xuân Lập được nhận 64 xuất quà, 33 hộ giáo dân tại giáo xứ Kẻ Láng và 3 hộ giáo dân tại giáo xứ Kẻ Đầm sinh sống trên sông được cấp đất hỗ trợ làm nhà được nhận 36 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng. Đây là tình cảm của các tăng ni Phật tử, các nhà hảo tâm chùa Tranh, chùa Hương Quang, thành phố Thanh Hóa hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về chăm lo Tết cho hộ nghèo, không để hộ gia đình nào không có Tết đây cũng là truyền thống của chùa tranh trong nhiều năm qua luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội của tỉnh và lần này tiếp tục chung sức cùng tỉnh chăm lo tết cho các hộ nghèo các hộ giáo dân sinh sống trên sông tại hai giáo xứ kẻ láng kẻ đầm với mong muốn mọi người mọi nhà đều có một mùa xuân an vui tràn ngập tình thương nhân dịp này lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cũng trao tặng cờ tổ quốc cho giáo xứ kẻ láng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự chiều nay của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế